quý vị, năm 2023, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới chạm mức kỷ lục, đạt gần 160.000 doanh nghiệp. Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, tình hình đăng ký doanh nghiệp là điểm sáng trong bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế Việt Nam năm 2023. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm nay cũng rất ấn tượng, đạt 58.412 doanh nghiệp. Nhìn chung cả năm 2023, có 217.706 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2022 và gấp 1,3 lần so doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.